Xin chào mọi người, mình là Thuận của nhân viên của công ty Phách Ca, trung tâm mua bán xe ô tô sử dụng. Thì hôm nay Thuận sẽ giới thiệu cho mọi người về một chiếc xe Chevrolet Cruze bản LTZ của sản xuất 2016. Thì xe này nó là một trong những chiếc xe đình đám một thời của 2015-16. Thì nó là một phân khúc hạng C nhưng mà giá rất là rẻ, nổi đám nổi đình ở Việt Nam một thời. Đó. Hôm nay Thuận sẽ đi chi tiết cho mọi người thấy. Thì chiếc xe này thì bên Thuận đang chào bán với giá là 435 triệu. Thì giá thì mọi người có thể là tham khảo sơ về thông tin của nó. Với một phân khúc hạng C như thế này mà chúng ta đã có một chiếc xe với giá tầm khoảng 400 hơn một tí, thì mọi người nghĩ sao về cái giá này? Hôm nay mình sẽ đi chi tiết cho mọi người về chất lượng của xe, các đường ron keo chỉ hay là thân xe là có bị đâm đụng hay là ngập nước gì không. Rồi mọi người sẽ đi chi tiết với Thuận nha. Bây giờ mình sẽ đi sơ một vòng về bên ngoài, mình coi cái nội thất bên ngoài nè, nước sơn nó có mới hay là lạ gì không. Thì mọi người có thể xem sơ qua video hoặc là mọi người có thể tới trực tiếp. Địa chỉ bên Thuận là 642B quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Mình có thể xem xe trực tiếp và đánh giá chất lượng về xe luôn. Đây phần nước sơn mọi người có thể thấy nó rất là mới, nó vẫn có những vết xước nha. Đó, xe về nguyên zin xa là bên Thuận sẽ để như vậy, chỉ có rửa sơ cho nó sạch sẽ lại và đánh nó có hút bụi vệ sinh thôi, còn những vết xước dày là còn nguyên hết mọi người thấy. Phần đèn xe còn rất là mới bóng lưỡng cho mọi người thấy nha, đã được trang bị thêm là ốp viền nè, ốp viền inox đó, để tránh bị xước xe, tăng thêm độ sáng cho xe nhìn nó hấp dẫn hơn. Đi nguyên một bộ từ trên xuống dưới cho mọi người. Phần cản trước là những vết sơn còn mới còn nguyên zin hết. Nào. Mọi người thấy này nó kiểm tra phần lớp nè, độ dày của lớp thì rất là cũng còn đã được đi cũng nhiều rồi mọi người thấy, tại vì xe nó cũng đã lâu rồi, cũng gần 5 năm rồi. Đó là nguyên zin hết của mình, là cái chiếc bên đây nó là tuần thứ 50 của 2015. Tại sao mà cái xe là sản xuất 2016 mà cái bộ lốp thì nó lại 2015? Đó là lốp này nó sản xuất 2015 nhưng mà nó vẫn còn cho tới khi 2016, thì bên nhà máy họ vẫn là đắp ráp vô xe hết, cái đó là theo xe nguyên zin từ nhà máy. Đó. Những đường keo chỉ ở trên xe, đây là những vết bấm điện nè, bạn thấy nó mờ mờ nè, đó. Mình không thể nào thấy rõ được đâu, mờ mờ lắm, đó còn nguyên hết cho mọi người. Những vết chỉ còn rất là mới và đầy đủ hết, không có bị mất hoặc là đâm đụng ở phần bên hông cánh cửa. Những người kêu chỉ các bạn thấy nha. Mình đi sơ về những con ốc nè, ốc cánh cửa mọi người vẫn còn đầy đủ, những vết sơn vẫn còn mới, không có vấn đề gì hết. Đây là những con ốc ở cánh cửa đằng sau, không có vết mở hoặc là cấn đụng gì. Phần không gian nội thất ở hàng ghế phía trước thì mọi người thấy luôn, cũng còn lớp mới, da ghế vẫn còn là căng bóng nè, cũng hơi có nhăn tí nhưng mà không không bao nhiêu hết, nó vẫn còn căng bóng đầy đủ và rất là cứng. Rồi bây giờ mình kiểm tra sơ đường chỉ ở đằng ghế sau. Đây mọi người thấy những vết đường keo chỉ là còn zin, những vết bấm điện còn đầy đủ hết. Đó, những con ốc còn đầy đủ hết, không có vấn đề gì về phần cánh cửa hoặc là mình đi sơ về nội thất trong luôn. Hàng ghế thứ hai mọi người thấy nó cũng là còn rất là mới, là cứng và phồng hết. Nếu mà mình xe mà nó sử dụng nhiều quá thì nó sẽ là lõm và bị nhăn, da ghế nó bắt đầu nó nhăn rồi và cái phần mút đó thì nó sẽ xẹp xuống nhiều. Ở đây nó có bệ tỳ tay cho mình luôn. Đây là một chiếc xe phân khúc hạng C nhưng mà giá thì mọi người có thể thấy được rất là rẻ cho mọi người. Dưới đây thì xe cũng đã được lót sàn đầy đủ hết,
Đây là lớp nỉ simili nhưng mà rất là dày nè. Mọi người có thể thấy cái lớp nỉ này nó khác hẳn với lại những bây giờ nè. Rồi phần nắp bình xăng, rồi kiểm tra sơ nắp bình xăng có vấn đề không, có bị đâm đục hay là thay mới gì không. Đó, tất cả nắp bình xăng này là vẫn còn theo xe nha mọi người. Rồi phần đuôi xe không thấy sơ, xe thì vẫn được, xe có trang bị cho mọi người luôn là cảm biến va chạm nè, cảm biến lùi cho mọi người để mình có thể lùi xe nó an tâm hơn. Cái này thì anh chủ không có lên cái camera lùi đó, để mọi người có thể lấy mua về mình có thể lên thêm. Còn sẽ mở cái cốp cho mọi người kiểm tra. Dòng Chevrolet Cruze bản LTZ số tự động trong của mình. Là phần nắp capo nè. Đây là những đường keo chỉ của nắp cốp. Còn đầy đủ hết cho mọi người. Không có tình trạng là đâm đụng nó sâu bít. Cả nhà mình thấy thì nó không, tại sao nó còn dơ dơ như vậy, nó xe về rồi mới rửa sơ cho nó thôi. Keo chỉ đây là thường bấm điện nè, nếu mà có vấn đề gì là cái phần này nó mất, bị mất cho mọi người. Rồi ở phía trong đây nó sẽ là phần cốp và bánh dự phòng. Đây nó đã có luôn cái miếng lót cốp cho mọi người để nó vệ sinh sạch sẽ. Bánh dự phòng của mình dưới đây thì cũng đã được sơn đen đầy đủ hết theo nguyên mục bốn cái bánh phía trên, thì lớp dự phòng này đã có sử dụng rồi nha mọi người. Rồi mình đi sơ cánh cửa của bên tài tí đó, mọi người thấy những đường chỉ nè còn rất là mới và đầy đủ hết, không có bị đứt đoạn hay là tái tạo lại. Đây là phần đằng trước cho mọi người, phần ghế tài đó, những vết bấm điện là còn hết rồi. Nếu mà xe có vấn đề thì nó đã bị mất cái tất cả cái bấm điện này. Cái dòng Cruze này nó có cái đặc điểm là cái bạn mở cửa là cái nó trong xe nó kêu tinh 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 tinh. Đây, mình sẽ mở khởi động xe cho mọi người kiểm tra odozin của xe luôn. Rồi. Xe đã đi được 34.000 km, 34.782. Thì màn hình là zin theo xe, có kết nối đầy đủ cho mọi người. Bluetooth có thể nghe FM radio. Hệ thống dàn lạnh thì rất là còn ok và đầy đủ hết. Cái dòng Cruze này nó có một cái đặc điểm đó là nó có chế độ là tạo hơi hơi tuyết nè mọi người. Hơi tuyết nè. Auto cũng có luôn. Đó, mọi người muốn chế độ nào thì mình cứ để theo chế độ đó. Cái phần đèn á, đèn của dòng Cruze này thì nó sẽ giống như gần giống như Ford, là hệ thống mở đèn nó sẽ nằm ở bên trái chứ không phải là cái cần gạt này đâu nha. Đây nè, đây là phần mở đèn nè. Đó, có chế độ auto mở đèn nè, tắt toàn bộ nè. Thế mọi người hỏi xem ủa cái cần để làm gì, thật ra cái cần này để bật đèn pha với đá đèn chứ. Bật đèn pha với đá đèn. Đó. Bên đây là vẫn là cần gạt mưa theo trong hệ thống cruise control. Với một chiếc xe mà từ 2015 16 rồi mà vẫn có luôn hệ thống cruise control cho mọi người. Cái này có thể Apple CarPlay nè, có cả cái kết nối bằng giọng nói, nhưng mà nó nói bằng tiếng Anh, có thể mọi người nói chuẩn tiếng Anh thì mình sử dụng ứng dụng này. Rồi bây giờ mình sẽ đi sơ về phần cốp nha, nắp capo, máy có bị vấn đề hay đâm đụng gì không, tình trạng máy có ồn hay không.
Tùng vẫn để tiếng máy luôn cho mọi người kiểm tra nghe sơ qua tiếng máy. Rồi mình sẽ kiểm tra sơ về co sơ cái máy nè, mình sẽ quay sơ cho mọi người kiểm tra. Đó, hệ thống máy sạch sẽ, không có gì hết. Rồi đây là những con ốc của phần nắp capo, vẫn là ốc nguyên zin, vẫn là những vết sơn, không có bị mẻ cạnh hay là bể cạnh của những con ốc, những vết keo bấm chỉ. Này là như đường chỉ của nắp capo, các bạn phải kiểm tra ở dưới đây là cái chỉ nó có bị vấn đề hay không, tại vì nó là nằm nó khúc á nên là mọi người sẽ thấy được. Còn chỉ của nắp capo vẫn còn nguyên hết, những bấm điện vẫn còn, ốc phía bên tài của capo thì vẫn còn nguyên hết, không có vấn đề luôn, hiện tượng là mở ra. Những con chân, những con ốc chân máy mọi người đang xem này nó đầy đủ hết. Những vết sơn của hãng thì họ vẫn còn, không có bị phai mờ. Đây mình sẽ quay kỹ cho các bạn thấy những con ốc chân máy nè, không có hiện tượng cái gì là mở ra hết. Đây là chiếc xe Crew 2016 đang được bán với giá là 435 triệu. Thì mọi người có thể tới xem xe trực tiếp tại Bình Thuận theo cái địa chỉ là 642B quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức. Thì mình tới thì cứ alo cho Thuận trước theo số hotline phía trên video. Xin cảm ơn mọi người thì cũng đã theo dõi kênh của Thuận, thì mong mọi người có thể nhấn vào nút subscribe và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Thuận sẽ về rất là nhiều xe và sẽ update cho mọi người xem chi tiết. Nếu mọi người cảm thấy chiếc nào phù hợp với túi tiền của mình thì cứ liên hệ với Thuận qua số hotline phía trên. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.